từng bị hắc hủi chặt bỏ, nhưng nay lại là loại cây không thể thiếu trong vườn của nhiều nông dân Bà Rịa Vũng Tàu. Cây cacao hữu cơ Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang là nguyên liệu để chế biến ra sản phẩm sô-cô-la, chinh phục những thị trường khó tính. Nông dân sản xuất nông sản sạch, doanh nghiệp thu mua với giá cao, sản phẩm được người tiêu dùng trong và ngoài nước đón nhận. Đó là một chuỗi liên kết ứng dụng công nghệ cao và cũng là hướng đi bền vững cho nông sản Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, cho cây cacao Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Thế thì đây là cái giá nó đang dao động. Còn giá thực tế là nó theo cái biểu đồ này nè, lên xuống trong ngày, trong tháng. Cái thời điểm này nè, giá đạt đỉnh nè, 2541 là ngày 17 tháng 5 nè. Còn giá mà thấp nhất á, giá chạm đáy là 2200. Thì mình cứ theo dõi trên cái cổng thông tin này, và cái này là cái địa chỉ này, thì mình theo dõi cái giá. Thì cái giá này là cái giá chuẩn nhất là mình xác định được. Ví dụ giờ người nông dân bán thì 1 kg mình cam kết cộng ví dụ 5.000, thì từ cái giá này ra cộng thêm 5.000 là biết nó lên nó xuống. Chỉ vài thao tác trên điện thoại là ông Trương Ngọc Lân ở ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, thành viên hợp tác xã cacao Xà Bang, có thể biết được giá cả hạt cacao của ngày hôm nay. Mình theo dõi được cái đó thì nó cũng tốt cho cái bản thân mà nhà vườn mình làm. Thì mình biết được cái giá cả nó ổn định hay không ổn định đó. Mình theo dõi thì giá nào cao thì mình bán. Cập nhật và công khai giá thu mua sản phẩm hạt cacao của thế giới trên hệ thống website, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh trực tuyến, là việc mà hợp tác xã cacao Xà Bang và công ty trách nhiệm hữu hạn cacao Thành Đạt đang làm để liên kết sản xuất tiêu thụ với bà con nông dân trồng cacao trên địa bàn huyện Châu Đức. Hiện nay thì trong doanh nghiệp cũng như hợp tác xã thì cũng đã hỗ trợ cho bà con những cái cổng thông tin cũng như cái địa chỉ để bà con vào trang theo dõi thị trường trong nước cũng như đặc biệt là thị trường cacao thế giới. Thì bà con hiện nay thì đại đa số gia đình nào cũng có cái smartphone hoặc là cái máy vi tính, mà cái lợi thế ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà đặc biệt là vùng nông thôn chúng ta thì hầu như là đã phủ mạng hầu khắp các cái đường làng ngõ xóm trong cái cừng ngõ ngách, thì đa số bà con trong vườn trong rẫy đều cập nhật thông tin rất là nhanh nhẹn, thông tin rất là đến kịp thời. Thì từ đó bà con hiểu mỗi một ngày chúng tôi đưa lên gợi ý về thị trường thì bà con làm quen, và hiện nay bà con thao tác trên những cái địa chỉ của những cái thị trường thế giới cũng như thị trường trong nước. Trong cái thời điểm mà dịch đang xảy ra như vậy thì cái công nghệ thông tin này nó truyền tải đến bà con rất là kịp thời. Bà con sử dụng không phải đi đến trực tiếp nữa mà có thể ngồi tại nhà, và chúng tôi truyền tải đến những cái quy trình nhắc nhở về ví dụ như làm kỹ thuật về phân bón, rồi hướng dẫn cho bà con canh tác, tỉa cành tạo tán thời điểm nào và chăm sóc ra sao, và hệ thống ghi chép như thế nào, thì chúng tôi hoàn toàn qua một cái kênh truyền thông để bà con áp dụng. Và riêng doanh nghiệp với hợp tác xã thì xây dựng một cái app, những cái mã số của các cái nông hộ, như chúng ta thấy đây là như anh Trương Ngọc Lên thì mã số R03, thì chúng tôi đưa vào những cái mã số này và chúng tôi cập nhật đưa vào cái app và chúng tôi kiểm soát, và đồng thời như thế thì chúng tôi chuyển tải này cho bà con nông dân hiểu được các cái quy trình đang làm trên vườn của bà con. Tiếp cận với khoa học công nghệ, toàn bộ các vườn sản xuất cacao hữu cơ của bà con nông dân ở xã Xà Bang, huyện Châu Đức còn được định danh theo mã số thông qua app cài đặt trên điện thoại. Thông qua app này, hợp tác xã cacao Xà Bang, công ty cacao Thành Đạt và các đối tác nước ngoài có thể kiểm soát trực tuyến quá trình canh tác của các nông hộ. Hiện tại, gần 100 hecta cacao của nông dân huyện Châu Đức sản xuất theo chứng nhận UTZ, chứng nhận RAT của Nhật Bản và chứng nhận Organic, gắn bản theo dõi từ khi trồng đến khi thu hoạch và kiểm soát nghiêm ngặt việc sử dụng phân bón, nước tưới, chăm sóc, thuốc bảo vệ thực vật. Không những vậy, sản phẩm còn được thực hiện đúng các quy định về nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký mã vạch. Nông nghiệp công nghệ cao thì tôi thiết nghĩ là chúng ta không nghĩ là chỉ tưới nhỏ giọt hoặc là nhà màng, mà chúng ta phải tập trung vào cái khâu đánh giá cái chất lượng sản phẩm, cái đó mới quyết định được cái thị trường.
và quyết định được cái công nghệ mình sử dụng như thế nào để đảm bảo được cái thị trường đầu ra tốt nhất. Thì qua đây thì chúng tôi đã sử dụng bằng cách là kiểm tra, ví dụ như chúng tôi thực tế là chúng tôi kiểm tra cái nguồn nguồn dưới đất, ví dụ như những cái kim loại nặng, những cái dioxin, và kiểm tra đất và những cái vi sinh để đảm bảo được khi mà cái cây nó nhận được cái dinh dưỡng đó thì cái chất lượng sản phẩm, cái hạt sản phẩm của nông nghiệp của chúng ta nó đảm bảo được cái tiêu chuẩn đó theo tiêu chuẩn mà an toàn thực phẩm cao nhất để mang dinh dưỡng tốt nhất cho người sử dụng. Cái thứ hai là công nghệ chế biến thì chúng ta cũng phải áp dụng được những cái công nghệ tiên tiến và chúng ta đưa vào làm sao mà nó giảm thời lượng, giảm thời gian, giảm nhiệt, giảm cái nhiên liệu để chúng ta sản xuất mà chất lượng đảm bảo. Như vậy thì chúng ta quản lý theo hệ thống ISO, quản lý theo hệ thống 5S và chúng ta làm được cái chất lượng để chúng ta nâng cái giá trị, thì cái đó thì tôi nghĩ đó là cái công nghệ cao. Chỉ một chiếc máy vi tính, thậm chí một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet là ông Trịnh Văn Thành, giám đốc hợp tác xã Cacao Xà Bang, kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất Cacao Thành Đạt, có thể liên lạc với các đối tác nước ngoài, thương lượng, ký kết những hợp đồng trị giá hàng tỷ đồng. Bằng hình thức giao dịch này, riêng từ đầu năm 2021 đến nay, ông Thành đã ký kết được với đối tác Nhật Bản 4 hợp đồng, cung cấp 12 tấn sô-cô-la các loại. Trong cái thời điểm dịch như vậy thì hoàn toàn họp trực tuyến và ký qua trực tuyến và ký qua chương trình online. Đồng thời chúng tôi thảo luận trên trực tuyến và cam kết và chúng tôi chuyển phát nhanh hoặc là chúng tôi chuyển email. Và trên tinh thần đó thì các bên đều cam kết làm tuân thủ. Mặc dù là trực tuyến nhưng mà như một cuộc họp trực tiếp để chúng ta xác nhận công việc và xác nhận cái hợp đồng thu mua, mua bán với nhau. Qua cái ứng dụng này thì năm nay, năm 2020 vừa rồi với là nửa năm 2021 này, mặc dù dịch nhưng mà doanh nghiệp cũng đã bước đầu thì cũng đã cầm cự ổn định được cái thị trường. Và chúng tôi cũng đang trong thời gian dịch này thì chúng tôi cũng vẫn làm việc trực tiếp, trực tuyến online với khách hàng, với các nhà sản xuất từ vườn nông dân. Và hiện nay thì chúng tôi đã chọn thêm khoảng gần 20 hộ nông dân để tham gia chứng nhận hữu cơ. Và chúng tôi đang chế biến, gọi là sơ chế để chuẩn bị ra cái vụ nguyên liệu. Khi mà dịch trong tháng 9 mà tạm ổn thì chúng tôi có cái nguyên liệu để chúng tôi tập trung sản xuất để cung cấp cho thị trường. Và chúng tôi đã có một cái đơn đặt hàng để chúng tôi sản xuất kịp cho thị trường. Trước đây, vấn đề tiêu thụ nông sản thường chịu ảnh hưởng của hai yếu tố là mùa vụ và giá cả. Nhưng từ đầu năm 2020 đến nay, việc tiêu thụ còn chịu ảnh hưởng của một yếu tố thứ ba, đó là dịch bệnh. Dịch Covid-19 đang làm thay đổi các phương thức sản xuất và giao dịch truyền thống, khiến người dân cũng như doanh nghiệp phải thay đổi để thích ứng. Với những nông dân trồng cacao ở Bà Rịa Vũng Tàu, sự thay đổi đó chính là đưa công nghệ vào tất cả các khâu từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm để thích ứng trong đại dịch. Anh Thành cũng như là công ty Thành Đạt ở đây thì cũng là một minh chứng cụ thể trong cái việc là tham gia hội nhập vào kinh tế quốc tế. Mình thấy rõ ràng là doanh nghiệp rất là chủ động trong tất cả các khâu từ sản xuất đến quảng bá, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm trên các kênh tiêu thụ một cách là chuyên nghiệp hơn. Nông sản Việt Nam hay cacao Bà Rịa Vũng Tàu muốn có chỗ đứng trên thị trường, tránh tình trạng lao đao vì sản phẩm ứ động, thì người nông dân rất cần phải thay đổi trong cách nghĩ, cách làm. Và giải pháp có yếu tố tiên quyết đó chính là ứng dụng công nghệ, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện, theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao. Tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hay còn gọi là chương trình OCOP Bà Rịa Vũng Tàu đợt 1, 4 sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng nấm Hòa Long, thành phố Bà Rịa đã đạt tiêu chuẩn 4 sao. Để các sản phẩm rượu Reagan, rượu Club, mật ong đông trùng hạ thảo, Kho Honey và đông trùng hạ thảo Cody đạt các tiêu chuẩn khắt khe khi đánh giá. Thời gian qua, dưới sự hướng dẫn tư vấn của ngành nông nghiệp, công ty đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện mẫu mã, bao bì. Cùng với việc cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để xây dựng thương hiệu, chỗ đứng riêng trên thị trường trong và ngoài tỉnh,
Công ty còn nghiên cứu và phát triển nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo trên con tầm. Thưa chị Vân, cái việc mà mình sử dụng cái công nghệ mà nuôi cấy cái nấm đông trùng hạ thảo trên cái con nhộng tầm này á, thì đây có phải là một cái công nghệ để mình nâng sao cho cái sản phẩm ô cốp mình đã đạt được hay không ạ? À, đúng rồi em, đó cũng là một phần là để nâng thêm cái ngôi sao về ô cốp cho sản phẩm, và cũng một phần đấy là mình, chị cũng muốn rằng là tạo ra được một cái sản phẩm mà có cái chất lượng cao hơn cho người tiêu dùng. Khi mà mình nghiên cứu cái sản phẩm này thì mình tự nghiên cứu hay là mình có phải học hỏi của ai hay không ạ? Thì mới đầu là chị cũng tự học, chị cũng tự làm rất nhiều, coi như là hỏng nhiều lắm rồi. Đến giờ này thì chị mới thuyết phục được thầy, là thầy hướng dẫn cho chị thêm. Và chị đã học lại cái cách của thầy Thắng, viện trưởng viện nghiên cứu sinh học của Đại học Lâm nghiệp Hà Nội. Thì sau khi mà thầy hướng dẫn cho chị xong thì chị đã làm thành công cái mẹ này. Và với cái phần làm tiếp theo đúng theo cái bài bản quy trình của thầy thì gần như 100% là đạt. À, thưa chị, khi mà mình nuôi cái nấm đông trùng hạ thảo trên cái con nhộng tầm này á, thì nó có cái quy trình nó có khác gì so với trước đây mình nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo trên cái giá thể nhộng tầm hay không ạ? Vì hai cái quy trình nó cũng khác nhau, nó khó hơn rất nhiều. Khi chị trồng cái nấm ở trên cái giá thể này ấy, thì nó cũng có chất con tầm ở trong này, nó cũng có con tầm, có con nhộng tầm ở trong này. Thì trên này nó bao gồm có gạo lứt, nước dừa, khoai tây, nhộng tầm, tất cả các cái thành phần khác nó tạo thành một hợp chất này với gạo lứt. Còn khi mà mình trồng trên con tầm như thế này á, thì toàn bộ cái cơ chất tự nhiên của con tầm nó tương đương với lại con bướm, con sâu bướm đêm ở Tây Tạng. Trên con tầm này á, là mình phải để con tầm sống, mà khi mình cấy giống vào con tầm vẫn phải sống. Cái này á, là nó chất lượng nó rất tốt, và sau khi chị làm thành công, chị đưa đi xét nghiệm thì cái thành phần codicepin ở trong cái con nấm ở trên con tầm này á, nó gấp 5 lần với lại cái codicepin nằm trên nấm trên giá thể. Ngoài cái việc mà mình đổi mới công nghệ này, mình tăng cường ứng dụng cái công nghệ trong cái sản xuất sản phẩm của mình, thì làm thế nào, công ty mình đã làm thế nào để mà người tiêu dùng biết nhiều hơn đến cái sản phẩm của công ty ạ? Hiện tại thì công ty đang để cho khách hàng mà biết nhiều hơn đến cái sản phẩm ấy, thì hiện tại công ty cũng đang chuẩn bị, tại vì giờ là đang thời gian dịch, cho nên cũng nó là cái khó khăn, nhưng mà đồng thời nó cũng là cái cơ hội cho công ty để có như là chậm lại để có thời gian chuẩn bị học làm các cái chương trình, rồi làm các cái phần về marketing, rồi các cái phần bán hàng cũng đang trong thời gian chuẩn bị để mở rộng thị trường cho sản phẩm của công ty mình. Hiện nay công ty nuôi trồng nấm Hòa Long đã sản xuất được các loại sản phẩm như đông trùng hạ thảo khô, sữa đông trùng hạ thảo, bột sinh khối đông trùng hạ thảo viên, bột ngũ cốc đông trùng hạ thảo Khoxi, đông trùng hạ thảo mật ong. Các sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo được sản xuất theo tiêu chuẩn HACCP và được Bộ Y tế chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, có tác dụng trong bảo vệ sức khỏe. Thương hiệu nấm Hòa Long cũng đã được chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm. Việc mạnh dạn áp dụng công nghệ sẽ tạo lợi thế cạnh tranh không những đối với thị trường trong nước mà còn ngoài nước. Chính vì vậy, từ 200m² ban đầu, công ty đã mở rộng nhà xưởng lên hơn 1.000m². Xưởng sản xuất đi vào hoạt động ổn định, góp phần tăng sản lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tại Bà Rịa Vũng Tàu và được phân phối tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khác thông qua các đơn đặt hàng qua website showroom của công ty. Mạnh dạn ứng dụng công nghệ, cải tiến khoa học kỹ thuật để sản xuất ra những sản phẩm xanh, sạch, an toàn là cơ sở để công ty nuôi trồng nấm Hòa Long phát triển bền vững trên thị trường.